vị phấn hoa. Chân trời hiện rõ qua ánh kẻ tay, ánh đèn đường thị chấn xa. Tháng 11 cho hạ đông chi, có đôi khi mình gắt gồng. Gửi tặng em về ba tối sông, cô duyên tình và sắc mộng. Nếu như yêu nhau mà luôn gần nhau, thì có lẽ điều đó là quá dễ. Nếu anh chọn cách đoàn tiệc nhau, chia đôi ta trở thành cá thể. Tháng 12 mưa nặng hạt, dù tiết trời nguê nắng cháy, sẽ có vòng khoảng cách anh được gọi cùng em ở trên chiếc xe gắn máy. Vỡ tan hết niềm khao khát được cùng em đi thật xa, qua rừng già biết từ bên vách núi về chim hót vang mật hoa. Anh còn nhớ có lần tưởng chừng ta không sánh duyên, ta tìm thấy điểm tương đồng phía bên trong ánh kia.